Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư ngày 13 tháng 9 năm 2017 tại Quảng trường Thánh Phaero. Trong buổi tiếp kiến này, Đức Thánh Cha Francisco kể lại chuyến tông du mục vụ của Ngài tại đất nước Colombia. Cari fratelli e sorelle. Anh chị em thân mến, chuyến viếng thăm tiếp tục công việc của các vị tiền nhiệm Trừng Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vào năm 1968 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1986. Ho compiuto il viaggio apostolico in Colombia. Ne sono alcuni colombiani. Khẩu hiệu chuyến viếng thăm của tôi là: chúng ta hãy đi bước trước, quy chiếu tiến trình hòa giải mà Colombia đang sống để ra khỏi nửa thế kỷ xung đột nội bộ đã gieo bao khổ đau và thù nghịch và tạo ra biết bao nhiêu vết thương khó hàn gắn. Nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, con đường đã được khởi sự. Với chuyến thăm của tôi đã muốn chúc lành cho nỗ lực của dân tộc này, củng cố nó trong đức tin và niềm hy vọng, và tiếp nhận chứng tá của nó như là một sự phong phú cho sứ vụ của tôi đối với toàn thể giáo hội. Chứng tá của dân tộc này là một sự phong phú cho toàn thể giáo hội. Như đa số các quốc gia Mỹ Latin, Colombia là một nước trong đó có các gốc rễ Kitô rất mạnh mẽ. Và nếu sự kiện này khiến cho nỗi đau đớn sâu hơn vì thảm cảnh chiến tranh đã sâu xé nó, đồng thời làm thành việc bảo đảm cho hòa bình, nền tảng vững vàng của việc tái thiết và nhựa sống của niềm hy vọng không thể chiến thắng được. Đương nhiên là kẻ dữ đã muốn chia rẽ dân tộc này để phá hủy công trình của Thiên Chúa, nhưng cũng hiển nhiên là tình yêu của Chúa Kitô, lòng thương xót vô biên của Ngài mạnh mẽ hơn tội lỗi và sự chết. Chuyến tông du này nhắm đem đến chúc lành của Chúa Kitô, chúc lành của giáo hội cho ước mong hòa bình trào dâng từ con tim của quốc gia ấy. Tôi đã có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt của hàng ngàn trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tràn đầy tại quảng trường Bogota. Và tôi đã gặp tại khắp nơi sức mạnh sự sống mà chính bản tính của họ công bố sự sung mãn và khác biệt sinh thái. Colombia là một quốc gia thứ hai trên thế giới về sự khác biệt sinh thái. Tại Bogota, tôi đã có thể bắt gặp tất cả các giám mục của các quốc gia này và cả ban thường vụ của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì đã có thể ôm hôn các vị và trao ban cho các vị sự khích lệ mục tử của tôi đối với sứ mệnh phục vụ giáo hội bí tích của Chúa Kitô là sự bình an và niềm hy vọng của chúng ta. Ngày dành đặc biệt cho đề tài hòa giải tuyệt đỉnh của chuyến viếng thăm đã diễn ra tại Villa Vicencio. Ban sáng đã có một buổi cử hành thánh thể với việc phong chân phước cho hai vị tự đạo dòng tên là Đức Cha Giêsu Emilio Jaramillo Monsalve và Linh Mục Pedro Maria Ramirez Ramos. Ban chiều đã có buổi phụng vụ hòa giải, một cách biểu tượng hướng tới tượng Chúa Kitô của Bogota, không cánh tay và không có bàn chân, bị cắt chặt như dân Ngài. Việc phòng trừng phước cho hai vị tự đạo đã linh động nhắc nhở rằng hòa bình cũng được xây dựng, và có lẽ nhất là được xây dựng trên máu của biết bao nhiêu chứng nhân của tình yêu, của sự thật và của công bằng. Và các vị tự đạo đích thật đã bị giết vì lòng tin như hai vị vừa nêu trên. Lắng nghe tiểu sử của các vị thật là cảm động đến chảy nước mắt. Nước mắt của khổ đau và đồng thời là của niềm vui. Trước các thánh tích và gương mặt của các vị, chân thánh trung thành của Chúa đã cảm nhận một cách mạnh mẽ căn tính riêng của mình với nỗi đớn đau khi nghĩ tới biết bao nhiêu nạn nhân, quá nhiều nạn nhân
và với niềm vui vì lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài trên những người kính sợ Ngài. Lòng thương xót và sự gặp gỡ nhau, công lý và hòa bình ôm hôn nhau. Câu này của Thánh Vịnh chứa đựng lời tiên tri và ơn thánh của Thiên Chúa đối với dân tộc bị thương tích để nó có thể phục sinh và bước đi trong một cuộc sống mới. Các lời tiên tri đầy tràn ơn thánh này chúng ta đã thấy nhập thể trong các câu chuyện cuộc sống của các chứng nhân, đã nói nhân danh biết bao nhiêu người từ các vết thương của họ với ơn thánh Chúa Kitô đã ra khỏi chính mình và đã mở rộng cho cuộc gặp gỡ, cho sự thứ tha, cho việc hòa giải. Tại Medellin, viện tượng đã là cuộc sống Kitô như là môn đệ, ơn gọi và sứ mệnh. Khi các Kitô hữu dấn thân cho tới cùng trên con đường theo Chúa Giêsu Kitô, họ thực sự trở thành muối, ánh sáng và men trong thế giới và mang lại các hoa trái phong phú. Một trong các hoa trái đó là Hugarest, các nhà nơi các trẻ em, các thiếu niên bị cuộc đời gây thương tích có thể tìm thấy một gia đình mới, nơi các em được yêu thương, tiếp đón, che chở và đồng hành. Và có các hoa trái khác phong phú như các chùm nho là các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến mà tôi đã có thể chúc lành và khích lệ với niềm vui trong một cuộc gặp gỡ không thể quên được với các người sống đời thánh hiến và thân nhân của họ. Và sau cùng, tại Cartagena là thành phố của thánh Pietro Clavé, tông đồ của các người nô lệ. Trọng tâm đã là việc thăng tiến bản vị con người và các quyền căn bản của nó. Thánh Pietro Clavé cũng như mới hơn là thánh nữ Maria Bernarda Buesle đã dâng hiến cuộc sống cho những người nghèo nhất và bị gạt ra bên lề xã hội. Và như thế, các vị đã cho thấy cuộc sống cách mạng đích thực là cuộc sống theo tinh thần tin mừng, chứ không phải cuộc sống ý thức hệ, mới thực sự giải phóng con người và các xã hội khỏi cảnh nô lệ. Hôm qua cũng như hôm nay, trong nghĩa đó, đi bước đầu tiên có nghĩa là tới gần, cúi xuống, đụng chạm thịt xác của người anh em bị thương và bị bỏ rơi. Và làm điều đó với Đức Kitô là Chúa đã trở thành nô lệ vì chúng ta, nhờ Ngài có niềm hy vọng, bởi vì Ngài là lòng thương xót và hòa bình. Tôi tái phó thác dân nước Colombia yêu quý cho Đức Mẹ, Đức Bà Chiquinquira mà tôi đã có thể kính viếng tại nhà thờ chính tòa Bogota. Với sự trợ giúp của Mẹ Maria, ước gì mỗi người dân Colombia có thể đi bước đầu tiên mỗi ngày hướng tới người anh chị em và như thế cùng nhau xây dựng ngày này qua ngày khác nền hòa bình trong tình yêu, sự công bằng và sự thật. Grazie. Thank you.